No, we would just spend two sentences to talk about the author, and other two sentences to three sentences talk about his work. For example, about his name and his origin, his family background, and if he's American or British poet, and about his favorite themes or his favorite topic, or maybe his favorite, his famous, famous work. Okay. I have a work about a poem. Maybe you will talk about the year, the time the poem was written or published, and then the topic of the poem. That's all. Okay. Mình chỉ cần nói sơ lược về tác giả. Tác giả đó, ví dụ như là người Anh hay là người Mỹ, rồi có gì nổi bật. Rồi ví dụ như là một nhà báo, là một nhà phê bình văn học, một nhà thơ, một nhà văn nổi lạc, xuất chúng. Hoặc không thì mình sẽ nói là ở cái chủ đề yêu thích là hay nói về, hay là ca ngợi về thiên nhiên, về con người, về đất nước. Hoặc là như Sudan thì nói về, nhưng mà Charlotte thì bà sẽ nói về phụ nữ, nói về nhân quyền, nói về nữ quyền, vân vân. Sau đó thì mình sẽ nói về tác phẩm. Tác phẩm thì mình nói cái gì? Cái sơ lược thôi, ví dụ như là cái thời điểm nó ra đời, hoặc là nguồn gốc xuất xứ. Mình sẽ nói sơ lược về themes, về chủ đề của tác phẩm đó. Đấy. Tầm một đoạn tầm 4 tới 6 câu. Ngắn gọn như có thể. Để như có thấy mọi người dành ra quá trên thời gian để thực hiện được các kiểu tác phẩm. Mình đâu thể nào đưa hết tất cả thông tin lên đó được đâu. Đấy. Right. Okay. So, we will have introductions about the poet. For example, he was born. He's an English poet, and he was born in the 18th century. And his famous work are lyrical ballads, poem in two volumes, etc. What about the poem? But you don't need to include what I'm just doing. Mình không có cần phải lên hết như cái này, mình chỉ nói thông tin chính thôi. Ví dụ như là W's known as When the Lord is the Cloud. And then it was written in 1904. And W is one of the most popular poems of the Romantic Age, and its themes are nature and humanity, memory and imagination. Can you get shot? Well, so let me give you a task. Nếu bây giờ cô đưa cho lớp mình á, câu hỏi như này, you analyze. Analyze the poem Daffodil by William Wordsworth. Nếu mà cô ra đề á, là phân tích bài thơ Daffodil, thì cái đứa sẽ phân tích như thế nào? Từng đoạn, exactly. Vậy thì mình sẽ có bao nhiêu đoạn? Chính xác, mình sẽ có 4 đoạn. Phần thân ngoài của mình sẽ có 4 đoạn. Và câu đầu tiên của mỗi đoạn là gì? Câu chủ đề, yes, the first sentence must be the topic sentence. And the reader, me, very rich, and I see exactly what you are going to talk about. Well, you are going to talk about the first paragraph. And what's up? Vậy thì đoạn đầu tiên là nó nói về cái gì? Đây. Nhưng mà em biết là câu đầu tiên của tôi thì nó là ở đoạn một giới thiệu về khung cảnh thơ thì nó chưa đủ bao quát, nó phải thực sự general và nó nói lên ý chính của đoạn này. Đoạn này là sao? Vẻ đẹp. Ok, cũng được. Còn gì nữa không? Bức tranh đẹp đẽ của Hoa Dĩ Tiên. Ok.
mây nó cũng là một cái biểu tượng của sự cô đơn. Đám mây nó trôi dạt trên bầu trời, một đám mây trôi dạt trên bầu trời, một hình ảnh rất là cô đơn. Và cho các bạn thấy được rằng đám mây đó là đang sử dụng biện pháp là symbol, symbol, okay. Và ở đây tức là tác giả đang cô đơn và đã nhận thấy được vẻ đẹp của Nam Thị Tuyền. Rồi sau đó mình phân tích ra cô đơn và cô đơn ở chỗ nào, chữ nào mình mới nói đó, vô vị và hình ảnh vào chính xác. Rồi vẻ đẹp của Hoa Thị Tuyền nó nằm ở chỗ nào, vô địch, chính xác, vô địch. Nam Thị Tuyền còn gì nữa không? Cảnh rất đẹp mọi người. Beside the lake, beneath the tree. Không những đẹp nó còn sinh động nữa. Sinh động ở đâu? Đúng rồi, và cái hình ảnh sinh động nó dùng biện pháp gì? Chính xác. Ngoài ra còn những biện pháp văn chương nào? Biện pháp văn chương nào đây? Simile, exactly, simile. Okay. How are you, sir? Điệp vợ, điệp âm, điệp phụ âm đầu, chính xác. Đó. Tiếp theo, chúng ta gì đây? Giống như ở trên, điệp phụ âm đầu. Ok. Rồi. Đây là dùng hình ảnh nè. Dùng hình ảnh. Đây là biểu tượng hoặc là hình ảnh. Rồi. Ở dưới này. Ở dưới này. Dưới này là gì đây? Nhân hóa. Chính xác. Vậy tóm lại, khi mà các em phân tích một đoạn, câu đầu tiên là câu chủ đề. Đây, ví dụ như chủ đề này là đang nói về sự cô đơn của tác giả và vẻ đẹp của Hoa Thị Tuyền, đúng không? Thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ phân tích ra là cô đơn của tác sự cô đơn của tác giả thể hiện qua câu chữ nào, dùng thủ pháp gì. Tiếp theo mình nói về Hoa Thị Tuyền nó đẹp ra làm sao, tác giả đã sử dụng như hình ảnh gì, câu chữ gì, biện pháp tương tự gì, biện pháp công dung gì, viết ra cái gì được rõ ràng hay không nhỉ? Rồi sau đó thì mình sẽ đưa vào cái nhận xét của bản thân mình nếu có, còn không thì thôi qua đến cảnh thứ hai. Vấn đề nằm ở chỗ liệu mình có thể gọi tên một cách chính xác các bộ phát văn chương hay không. Vậy bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây, mình quay lại cái bài về thủ pháp văn chương ôn lại một xíu. Cô hợp nhóm thuyết trình đã trình bày qua một số thủ pháp văn chương. So now we are used to go in loops. This is a play, this is a play. In turn, you tell me a name of literary device. Mỗi nhóm lần lượt kể cho cô nghe một thủ pháp văn chương. Mình đi trước. Simile, rồi bên kia. Metaphor là metaphor cũng được. Và bên đây, Deuteronomy, hán dụ đúng không? Ok, bên đây. Personification, personification, sorry, nếu mà nghe. Personification. Rồi, bên đây. Rồi, mọi người. Mình giơ tay, mình chủ động giơ tay đi. Và sao mà chúng người nội tâm thôi. Xin chào các bạn, chào các bạn. Hyperbole, ok, tôi đã nghe được thăm các bạn của hyperbole. Ở này, Rattle toe, là nói nha, nó giảm đúng không? Nó giảm. Bên đây, symbol, dùng biểu tượng đúng không? Ok. Bên đây, synecdoche. Cái đấy là cái đồ máy chủ đúng không? Rồi, bên này. Ai đường đi cho biết. Bên đây. Đây cho tôi rồi. Metonomy,
Sao giống như sự trả bài của ta? Ta có bully rồi. Thế đó đọc là gì? Là gì? À, chứ không phải là mình lấy giáo trình ra rồi mình đọc lại cái tên rồi cô tự cô trả lời nó là cái gì. Ok, thế đó đọc là gì nhờ? Nghịch lý, nghịch xung đột, nghịch lý. Ok, hai hình ảnh, hai cái từ ngữ nó trái nghĩa với nhau, trái hồn nhau mà đặc trưng nó với nhau thì là nghịch lý. Nó còn oxymoron nữa, nghe chưa, mình lộn hai này. Hợp chơi chữ. Còn gì nữa không? Person education rồi. Rồi, đó là những cái mà chúng ta mới vừa đề gặp qua là những cái rất thông dụng. Những từ rất thông dụng. Và những cái đó, những cái mà mình mới vừa đọc qua thì nó sẽ là figure speech. Figure speech nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một phần khác đó là sound devices, những phụ pháp âm thanh. Một phụ pháp âm thanh hồi nãy là mình đã nhìn thấy ở trong bài thơ, đoạn số 1 của bài thơ, đó là phụ pháp gì? Điệp âm đồng, hồi nãy nó có tên là những cái ai còn nhớ không? Alliteration, chính xác English up. Alliteration. This one. Nó là nó sẽ lặp lại. Nó lặp lại cái từ đầu, cái âm đầu tiên. Nó sẽ lặp lại phụ âm và phụ âm đầu tiên. Phụ là phụ âm đầu tiên. Ví dụ nha. Sally is a seashell when she shore. Quay mới chờ tự nhiên thấy gì vậy? Vậy thì ở đây là nó là ông nào hả? Ông này có lặp không? Ông này có tính không? Ông này nó sẽ lặp với lại ông này. Dạ, được. Chính xác, giỏi. Hey. Để phụ âm mắt thường là phụ âm đầu trong âm tiết được nhớ. Phụ âm đầu trong âm tiết được nhớ nha mọi người. Một số ví dụ khác, ví dụ như là hot and humid. It was hot and humid. There was a haze on the horizon. Và nó được sử dụng trong khá là nhiều collocation. Sẽ kết hợp từ ví dụ như là bread and butter. Taylor Swift có một cái bài. Cái bài là tên là An Yên gì đó. Dịch ra là nên nó hơi cạn xíu. Chính xác. Sing and sound. Gặp bằng hát. Nhưng mà như thế chuyện không có dịch ra An Yên đâu. Cái gì dịch ra gì cũng không biết nữa. Bây giờ không nghĩ gì đâu. Cái thứ hai là consonants. Rồi mình đọc đây mình coi trả lời. Đây là lặp phụ âm. Là phụ âm các bạn. Ví dụ như là câu này nó là phụ âm mờ. Moon in memorial and hoặc là feet keep on the pure eyes. Và cái thứ ba đố mọi người như là gặp cái gì đây? Chính xác. Vậy là lập nguyên âm. Mình hay gọi là điệp vần đấy. Try to plant the fire. Nhưng mà ở đây là cái âm lập là âm gì? Âm ai, nó chỉ là lập ở mức tương đối thôi nhá. Ví dụ như là ai nè, ai này nhưng mà đây là fire. Nó lại không hẳn là ai nữa, nó là ai à. Fire, đó là William Ma. Keep Tom.
gram. Gram là cái gì đây? Vân điệu. Cái vân điệu thì nó sẽ được chia làm hai loại. It is divided into two types. The first one. And if the two grams are exactly the same, it's called a perfect gram. Hai vân điệu mà nó giống nhau nha, giống nhau hoàn toàn luôn, thì nó sẽ là perfect gram. Mà nếu mà nó không giống nhau lên mức tương đồng thôi, ví dụ hồi nãy mình có chữ light, tức là fire, nó chỉ mức tương đồng thôi thì nó sẽ là imperfect gram. Perfect and imperfect. Perfect gram hay còn gọi là obvious gram. Ví dụ như tuyến trường mà nó chỉ tương đối thôi. Ví dụ ha, một âm là âm u căng cơ, âm u không căng cơ. Một cái là y căng cơ, một cái y không căng cơ. Cái là âm a, một cái âm u. Âm o và âm âm a. Mới má gì đó. Rồi. Và gram thì lại có những vị trí khác nhau. Có thể là trong cùng một dòng thơ mình sẽ gọi là internal gram. Và nếu mà nó khác hai dòng khác nhau và nó thường lúc đó nó sẽ nằm ở cuối, nó sẽ là terminal gram. Trong cùng một dòng thì ví dụ như này: the spider falls on the castle walls. Còn nào đây? False and false. Vậy câu này là vòng chỗ nào? At với lại touch. Và terminal hoặc còn gọi là end gram. Thì đây là hai dòng này. Vòng nó nằm chỗ nào? Nếu và đều. Vậy thì chỗ này của mình, gram nó như thế nào? Nó là perfect hay là imperfect? Cloud, ground, hills, dills, trees, breeze. Vậy thì perfect hay là imperfect? Perfect gram. Ủa nó khác chỗ nào vậy? Bây giờ một cái nữa mình cũng phải học, đó là grand scheme. Grand scheme là cái sơ đồ mà nó giao vòng hóa, các nó giao vòng. Bây giờ cô sẽ gọi vòng out. Vòng out ở đây là A. Mình sẽ quy định thành cái toán học nha. Còn A nè, giống nhau như là A nè. Đây nè, cô sẽ gọi là B. Thì sẽ là A, B, A, B, C, C. Được chưa? Rap scheme của nó sẽ là A, B, A, B, C, C. Và phần A nó giống nhau nè. Giống nhau hoàn toàn luôn, nó sẽ là perfect gram. Và vị trí B, vị trí của tụi nó ở cuối dòng. Because the position is in the end, at the end of the line. So we call it terminal rank, thì gặp đây. Terminal rank. Ok không nào? Ok không? Ok lát. Ok. Oh no. On the matter here. On the matter here. Bạn nào mà có thể đọc cho trẻ từ này cho thấy khá là ngầu, tại từ này dài,
đấy, dễ quên. Người này dễ quên. Rồi giờ ví dụ như thế này, con rắn nó kêu như thế nào nhỉ? Đúng không? Rồi cái tiếng đó nó sẽ gọi là hiss. Cái tiếng vỡ bây giờ, tiếng nước tiếng vỡ là cái tiếng nó là sao? Rắc đúng không? Từ tiếp theo nó sẽ là crack. Ok, vậy từ hiss và từ crack, những từ đó là onomatopoeia. Là từ cộng thêm. Ví dụ là his hoặc là ding dong, his. Đấy. Các bạn có biết cái môn môn bóng bàn không? Nó gọi là gì? Ok, ping pong vậy nó là gì? Exactly. Yeah, on a mat here. Cầm sắt, các cầm sắt nhé. Tôi không phải dùng sửa xăm các cầm sắt hết, chỉ là tôi bê thì cầm sắt tôi quẳng qua đây. Cái xong rồi có thêm phim ngâm, có thêm đặt dưới rồi kiểu màu mè lên. Cho mọi người cứ... Cứ cầm sắt. Chịp dính tôi để đi phía hay sao á, chắc vậy. Các bạn làm tôi nhớ tới mấy bạn bên đoàn. Vừa cách đây 2 tháng cho nó hỗ trợ phát bằng tốt nghiệp. Một tốt nghiệp có 2 đại bằng, 2 đại bìa bằng. Tốt nghiệp bình thường là bìa màu xanh, tốt nghiệp là giỏi là xuất sắc á. Là màu đỏ thì rất đẹp, rất hoành tráng, có mạng vàng. Cái chữ mà tốt nghiệp á, đẹp lắm, xong rồi nó đua nhau, rồi nó chụp thành những cái tấm bằng màu đỏ. Thì nó là xinh quý, xong rồi nó còn làm như vậy nè. Tôi sẽ chống mắt luôn, khi nhớ thì lúc đó nó đẹp, nó chống mắt luôn thì khỏi cho nó có tình biết được không? Lấy xem ạ, à, quá sạc. Những biện pháp tu từ. Nhắc tới những biện pháp tu từ mình có cái câu gì? Câu hỏi. Câu hỏi tương từ, ok, câu hỏi tương từ là câu hỏi mình có cần trả lời không? No, for rhetorical question we don't need to answer because we know exactly what you're talking about, right? And the second one là câu cảm thán sẽ có dấu. Yeah, we have an exclamation mark, this one we call it exclamation mark, and this one, it is exclamation sentence. To produce strong emotional effects. Fragments. Nó sẽ khác với fragments ở trong văn. Mình đang nói về thơ, mình đang nói về các biện pháp tu từ. Trong văn xuôi nó vẫn có fragments, chúng ta đã ôm qua rồi. Đúng chứ? Còn cái này là trong thơ. Thì nó là như thế nào? Đó là những cái ý mà nó được xếp vào nhau và càng lúc càng tăng tiến. Mình đây gọi là biện pháp tăng tiến. Ví dụ nha, họ đã xem qua hàng trăm ngôi nhà, leo lên hàng ngàn bậc thang và đã tham khảo vua vàng. Mẹ biết. Thì đưa hundreds of houses, the thousands of stairs and inspected innumerable kitchens. Cái mức độ nó cứ tăng dần lên. Và nếu mà nó có cái biện pháp là tăng tinh lý như vậy nè, tăng dần lên thì sẽ có những cái biện pháp mà kiểu không hẳn là giảm. Nó có thể là giảm, không hẳn là giảm. Nó là cái kiểu mà mình đang rất là nghiêm túc, có tự nhiên đứa nào giảm miếng á, xong rồi làm cho cái câu chuyện trở nên nó đỡ trầm trọng. Thì mình sẽ có là bitters. Nó sẽ là tức là nó sẽ làm giảm, tức là nó tạo nên cái tính chất mà đấu nài á. Ví dụ như là trong hai người đang cãi nhau nảy lửa, hai người đang cãi nhau nảy lửa, xong rồi có một người bay vô mới nói
mọi người dù cãi nhau gì nhưng mà mình thắt chặt thêm tình anh em, hoặc là người ta nhã biến là cái gì không quen, không đánh thì không quen, hoặc là thù mấy đứa mà hay cãi nhau nó dễ yêu nhau, hoặc là tức là làm giảm cái mức độ nghiêm trọng đó, có vấn đề. Thì ở đây ví dụ cái bài diễn thuyết ngậm ngùi nước súng như thế này sẽ nhận được rất nhiều lời reo hò và đầy tiếng tâm cũng như là bia sân khấu lương mặt. Mọi người đẹp như sao cả lắm. Rồi biện pháp thứ năm, repetition, đó là mình gặp từ giờ mình nhớ cho cô á, là biện pháp gặp từ như thế này, còn mà điệp cấu trúc á nó sẽ gọi là anapher. Nếu nữa cô sẽ nói sau biện pháp này thì để lặp lại cái gì đó để nhấn mạnh. Nãy giờ là có những gì nè, câu hỏi tương tự nè, câu cảm thấy nè, căn tiếng nè, rồi patterns nè, bây giờ là repetition nè. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác là hai cái thứ mà nó không liên quan tới nhau nhưng mà nó được gắn lại, được ghép với nhau bằng cái sự liên quan gì bằng ngữ pháp. Vậy nếu mà bây giờ nó đây show lost its coat and its temper, khi bạn mất đồ mình sẽ dùng động từ là lost đấy, nhưng mà mình đang mất bình tĩnh thì mình cũng dùng từ lost its temper. Tuy nhiên hai cái này là không phải là cái thứ mà có thể đem vào và dùng từ em thì có thể mà liên kết hai cái đó được, tại vì hai thứ nó không tương đồng. Mình hiểu không? Mình hiểu không? Mình hiểu về cái sự tương đồng không? Ví dụ như là nhà em có bao nhiêu người vậy? Nhà em có ba em, mẹ em và con chó. Thì cái đó là cấu trúc như vậy là không tương đồng, không có được. Cái này cũng vậy, đang nói về đồ vật mà để chuyển qua này thì nó không tương đồng. Nhưng mà đây là một cái bộ pháp, nhưng mà khi mà tác giả sử dụng như này một cách khéo léo và nó lại liên quan với mặt ngữ pháp thì nó và nó có một cái ý đồ của tác giả ở đây, nó sẽ được gọi là chân mà cho mất cái áo khoác của nó cũng như mất luôn cái nết của nó luôn. Và biện pháp tiếp theo Christmas. Tức là mình you use a structure, use a God and the next clause you reverse it. Bạn sử dụng cái mệnh đề như vậy, nhưng mà cái mệnh đề tiếp theo á bạn lại đảo vị trí cái từ đi, đó chính là biện pháp này. Ví dụ ha, đừng để kẻ ngốc hôn bạn hoặc là một nụ hôn khiến bạn ngốc. Nghe vô lý những lúc thuyết phục nên nó là cái không cái chữ là nó dùng những cái từ đồng âm, nó biến tấu lên dùng những từ đồng âm. Còn này á là nó đã vị trí mà tạo ra một cái câu lại hợp lý, nghe vô lý những lúc thuyết phục. Hoặc là tay em bởi vì em xinh đẹp, hay bởi vì em xinh đẹp, tay em bởi vì em xinh đẹp, hay là em xinh đẹp vì tay em, nghe vô lý những lúc thuyết phục. Thường có phụ nữ á, mà người ta có tình yêu á, người ta vui vẻ tươi trẻ hơn rất nhiều. Nên cái câu này chính là gì? Xinh đẹp là bởi vì tay em. Ông ấy nói sẽ tự nhiên nhắc cái tình yêu, cái tự nhiên cái vui như vậy. Nếu mà ai tạo mà mình
mình gặp cú rút nhá. Mình gặp cái vấn đề ở đầu câu chúng ta gặp là trong một cái câu trong một tập kinh tròn metaphor making preposition. Ôn lại một xíu ha. Để phủ ban đầu và là gì? Alliteration. Để phủ ban và là gì? Consonance. Để ghi âm và là gì? Assonance. Ok. Người nữa nhỉ? Ok, prime. À, tiếp tục như vậy, các em áp dụng vào đoạn thứ hai nha. Nhiều lắm, nhiều cách để diễn đạt sự
cái số lượng vô cùng lớn như thế này. Và lại dùng hồi nãy á, trong cái ví dụ của mình học á, có cái từ là không đếm được. Cái dùng như thế nào, cách dùng như thế nào, không có như thế nào là còn mấy đứa. Bài thì ai cũng như ai đúng không? Câu hướng dẫn qua rồi, bài essay như thế, bao nhiêu đoạn như thế, rồi câu chủ đề như thế nào, rồi sử dụng các biện pháp ra sao như thế nào. Này, cú đúc cách phân tích thì ai cũng biết. Cầm dùng từ như thế nào là tùy thuộc mấy đứa bao nhiêu chỗ này. Ok. Để lát nữa là lát nữa mà cái giấy làm viết luôn ha. Biết đâu bài này. Rồi đáp án. Thế giữa kỳ có 4 bài thơ. Bài này là một. Bài tiếp theo là tôi nói là cái bài lo quen là không có rồi đó. Tôi cho hai cái bằng bài khác, dễ hơn, đó là When I Was Born 20. Bài tiếp theo ha, bài tiếp theo là hai bài thơ của bên nhà thơ của Mỹ. Nhóm thuyết trình nè. Nhóm thuyết trình. Nhóm không nhớ gì hết. Là bài It's the richest book với lại bài ai là tại gì? Fire Nice. Bốn bài easy, bốn bài. Chừng nào mà nhóm nhóm 8 luôn thì không nhớ ra nha mấy. Thuyết trình xong thì cái bài đó là trình tuần tiếp theo đó thì thường. Một ở cái dặm là một ngày như vậy một buổi lên mấy nhóm nhỉ? Hai nhóm. Hai hả? Dạ. Ít thế. Mọi người đang có một suy nghĩ là muốn đẩy lên thành số 3. Mình chuẩn bị đến lần là tổng sau mình kiểm tra 15 phút nhé. Mình sau kiểm tra 15 phút. Hả? Mình nội dung kiểm tra là thứ. Lý thuyết. Lý thuyết và những cái gọi là key terms. Mình còn một bài lý thuyết nữa là về các hình kỳ. Đó, mình phải kiểm tra hai cái nội dung đó. Ngoài là key terms ví dụ như là mấy cái mình hồi nãy mình mới vô hôm qua đó, hoặc là mấy cái ví dụ như là character, nói chung là trong cái cuốn sách của thầy Vũ Thương Tấn hết. Rồi, thì đoạn này nói về vẻ đẹp của hoa thị tiên và cái số lượng bất tận, số lượng cực kỳ nhiều của Hoàng Thị Ly. Thì vẻ đẹp của Hoàng Thị Ly thể hiện qua những câu chữ nào? Stars, shine, twinkle, ok. Nó sống động như thế nào? Tossing their heads. It's spreading down. Nó cái từ sống động hay là gì đó mình miêu tả sao để mình ha. Thì số lượng của Hy Tiên ra thì như thế nào? Continuous. Stretch. Never ending stretch là trải dài ra. Ok. Never ending line. 10,000. Dùng những biện pháp gì? Ví dụ ở đây. So sao? Rồi, hai câu đầu biện pháp gì nữa?
còn ứng dụng nữa, nó phải còn cái ứng dụng. Và ví dụ như giải ngân hàng là nó đẹp như thế nào, nó lên cái vẻ đẹp, nó sẽ lên cái vẻ đẹp của thành viên cái loại ngân hàng. Và biện pháp này là gì đây? Đây nè, và đây nữa nè, hai cái này nè, nó là biện pháp thái quá. Còn này giống quá, ok, tương tự như vậy là coi đoạn đường hai, đường ba với đoạn bốn. Thank you.
Thank you.
Thank you.
thêm nữa. Thank you.
Ở đây còn cái từ này nữa nè, nó cũng thể hiện cái sự vui vẻ của tác giả. Cái này nghĩa là gì? Chính xác. Rồi ngoài ra còn sử dụng hình ảnh là waves, dust, sparkling, vui, à vui cũng là vui vẻ rồi. Ngoài việc thể hiện tâm trạng của tác giả, còn có những cái hình ảnh khác cũng nói về sức sống, những cái hình ảnh, những cái sự năng động, sự sống động của Hoa Kỳ Tiên. Chứ và tiếp tục như vậy, các em cứ phân tích ra là cái đoạn này, những cái câu chữ đó là thể hiện nên điều gì, và tác giả đã sử dụng những biện pháp tương từ gì, gọi là figure speech với lại sound device như thế nào để miêu tả về tâm trạng cũng như về Hoa Kỳ Tiên. Ở đây chúng ta có những cái thông pháp văn chương nào nè? Đầu tư. Nhưng hóa là có so sánh phải không? Có rồi, so sánh còn một cái online. So sánh mình có hai cái nha. Một là simile, hai là metaphor. Dùng cái nào? Metaphor. Metaphor, dạ. Nhưng mà so sánh gì vậy? Là cái câu hay nghe đấy mình là cái the way we say dance, xong rồi mình chắc nghe là bất đi ao đi cho tới cái hát tập hai luôn là so sánh, so sánh cái một cái chỗ bất đây. Cái đó là nó thiên về dương hóa nhiều hơn. Thì cái con sóng, cái con sóng tức là những cái con sóng thủy tiên á, đó là dùng cái hình ảnh thủy tiên ví von nó như những con sóng, và những con sóng này thì nhảy múa và vui trong những bước trong vui vẻ. Ngoài ra còn như hóa thì Hoa Kỳ Tiên đã làm người bạn đồng hành. Còn này là gì đây? Mình biện pháp gì? Đọc gì? Ok, mình gọi là repetition. Không, cái nghịch lý là không đúng nha. Bạn cái câu thì nói về điều gì nè? Bạn cái câu nói về điều gì? Nhà thơ này là một nhà thơ trữ tình.
mà nhà thơ trữ tình trong thời kỳ lãng mạn á, romanticism theo xu hướng lãng mạn thì người ta sẽ có một cái đặc điểm là melancholy, là tính theo hương sầu, tính theo hương sầu, đây rõ ràng tính hay hương sầu, chị tính ra hương sầu chứ. Tính u sầu á, đang hay buồn rầu hay ủ rũ á, nhưng mà cái buồn, nhưng mà ở đây tác giả lại thể hiện là niềm vui của sự cô độc. Các bạn tưởng tượng đi, mình đang lang thang một mình cô độc thì mình thấy cảm tượng cực kỳ đẹp đẽ, thật sự là nó đem lại cái cảm xúc rất lớn. Chính tôi đã từng trải nghiệm việc đó trong đời tôi, lúc mà bằng rồi với các bạn tôi đi chơi với lớp, cái đó là một trong những cái nội dung hồi thời sinh viên của tôi là đi thực địa, và cái địa điểm đó là đi Đà Lạt. Thật ra là trong thời sinh viên của tôi đi lớp được đi hai lần, một lần đi Củ Chi, một lần đi Đà Lạt. Mình đi Đà Lạt á, trong cái các bạn thì nó chắc là tôi không biết tại sao tôi lại bị tắt đoàn. Nguyên đoàn á, mọi người đang đi xung quanh Hồ Xuân Hương hay là Hương Hưởng Tình Yêu gì đó, xong rồi tự nhiên tôi tắt đoàn ra. Tôi lúc đó đang bị chán, tại vì nhóm nào cũng đi chung với nhau, trong khi con bạn mà chơi chung với tôi nó lại tắt qua cái nhóm nào tôi không biết, tôi đang không đó. Và tôi cảm thấy là không ai quan tâm mình, tôi khá là buồn, cô độc. Và tôi đi tắt ra, tôi đi vào một cái con đường mòn. Tôi cảm thấy là ông bà độ quá mọi người. Đứng ở đây là ông bà độ gì lắm quá. Đi một cái con đường mòn, tôi đi vào và tôi thấy xung quanh đó là cả một rừng cây hoa mimosa đang chớm nở. Gì vậy đó quý vị? Ủa cái cây nó cả cảnh đẹp lắm rồi. Các bạn giờ không biết ai từng thấy hoa mimosa chưa? Cái lá nó màu xanh ngọc các bạn ạ. Hoa cây mimosa, cái lá nó dạng mà cây lá chuyên á, nhưng mà nó tròn tròn như thế này nè, nó rất là đẹp. Cái lá nó đã đẹp rồi mà một rừng cây lá màu xanh ngọc như vậy, bông thì nó li. Các bạn tìm trên mạng sao không ra được đâu. Thời cho sinh viên các em là mấy năm bạn ơi. Mà đi một mình thì lấy đâu ra, không có tiền mua cái chụp hình, không có bản, có điện thoại của mình như bây giờ đâu. Và những cái cảnh tượng đó là chỉ có thể mình dùng tình cảm mình, niềm tin của mình để mình khắc phục ghi tâm thôi, chứ không thể nào mà chụp lại mà được những cái ấn tượng đó được. Rất đẹp. Và có một mình tôi nhìn thấy cái cảnh đó rất vui vẻ, đó là niềm vui của sự cô độc các bạn ạ. Tuyệt vời. Thì có ai giữ không? Hả? Gì? Em hỏi là có ai dẫn cô vô đó đúng không? Không, tại vì tôi bị tắt bởi mọi người, chứ không có đi chung, không ai rủ tôi đi chung, tôi rất là buồn điều đó. Cho nên là tôi đi đánh lẻ, tôi đi lang thang, đi bộ, đi dạo một cách vô định, giống như hợp như bài thơ này, I wonder là đi lang thang đó, Lonely as a cloud, chính xác giống như bài thơ này luôn. Đi có một mình rất buồn, và sau đó thì thấy một cảnh tượng quá đẹp. Quá đẹp. Và từ đó mãi tôi không bao giờ quên cái cây đó, cây mimosa. Rất đẹp. Tôi biết là cây một cây là cổ. Nó màu vàng. Giống như bạn hỏi tôi sao biết cây me, nó tên là cây me. Cái này tôi ở là trên mạng xa tôi thấy á, xong gọi biết tên của cây á. Đây là cái bông của nó rồi, nó không có được như vậy đâu. Nó là như thế này nè. Nhưng mà bạn ơi, cái ánh sáng của Đà Lạt nó không giống như ánh sáng ở Sài Gòn. Ở đó là ở trên cao á, cái nét bên trên mặt nước biển á, xong mà cái không khí nó rất là đẹp, ánh sáng nó cũng khác với cái ánh sáng ở đây. Nó tạo được cái hiệu ứng nước đẹp mà nó còn mát rượi, mà còn nghĩa trong buổi sáng sớm nữa các bạn à. Buổi sáng sớm nó còn có hơi sương nữa. Và cái lá nó mà xanh ngọc nó rất là đẹp. Không mà bạn chơi coi trên mạng nó không ra được đâu. Không có huyền bí, đẹp một chữ là đẹp. Rất đẹp, quá đẹp. Các bạn mình có thể xem ở đây nè. Cái cảnh động hoa kỳ tiên nó như thế này. Các bạn tưởng tượng đây là bên nước ngoài nha, trời Tây nha, mà gió nó mát mát mà trời lạnh lạnh, mà trời trong xanh như thế này, mà cảnh động hoa kỳ tiên hoa vàng mà chói lóa như mặt trời. Các bạn tưởng tượng là nó ánh vàng luôn á, người ta dùng từ rất là đúng. A hoot là cả một đám, đốm luôn. Đó. A golden daffodils. Vàng mà vàng óng ánh như mặt trời. Mặt trải dài như vậy, bức tận như vậy. Rất đẹp.
giờ đẹp rồi á, các cho một rừng một đám ăn cái mùa hoa là bạn có thấy độ rất là đẹp rồi đây. Ở Hosen Capital còn ở đâu nữa, nó ở đâu? Beside the lake beneath the tree flickering đương đương và nhẹ nhóc trong gió nhẹ, trong gió mát. Cái gió này nè, không có đụng wind breeze là cái gió mát lạnh á, cực kỳ đẹp. Ok ha. Rồi bây giờ tôi muốn giảng sơ qua về bài thơ tiếp theo, một trong những bài sẽ có kiểm tra, có thêm giữa kỳ. Giờ tôi muốn hỏi là lớp mình có muốn nghỉ giải lao không hay là đi luôn? Đi luôn hết ra sao? Tại sao chị không hiểu? Thực ra là sinh viên rất là thích nghỉ sớm. Vậy qua bài tập tiếp theo, tôi không nói nhiều nữa. I don't talk much. You just follow the rules. Firstly, in the introduction, you talk about a writer. And here, poet and his work. And of course, today there is a friend Postman. And you say something briefly, shortly about him. Good introduction. And the poem is "Where Else Want to Translate." Okay. And you will say something shortly, briefly about the poem, and maybe. And maybe the theme of the poem. Now, I won't tell you the theme of the poem. I would like you to read it. It's very simple and easy to read. You read it and you tell me. What do you think about the theme? It is very easy. That was very easy to understand. Thank you.
Thank you.
And also
sound devices used in the poem. Okay? And then after you give your own opinion, especially in the last paragraph, in the conclusion of your writing. Đặc biệt là đoạn kết bài, mình càng phải đưa quan điểm cá nhân của mình. Mình sẽ tóm gọn lại nội dung của bài và đưa ra quan điểm cá nhân. Cái phần này là phần ăn điểm. Ví dụ như là bài này đi. Cái như các em sẽ kết bài như thế nào? Bây giờ mình có thể phân tích là đây là con người thiếu đoán.
ví dụ như là đã Hâm Trạch mới dựng lên một cái hoạt cảnh để đánh giờ để kiểm soát tâm lý, thao túng tâm lý, đúng em. Để thao túng tâm lý ông chú đã giết cha nó lên làm vua, ok, là nó dựng lên một cái vở kịch diễn ra y hợp như là cái chết của cha nó. Ông kia chột dạ, sau ông kia mới đi vô, chạy vô cầu nguyện thờ xin tha tội với Chúa rồi á. Thằng này là đáng định là ông phát cho ông này đăng sức luôn, chuyển server. Nhưng mà xong rồi nó thấy là ông này đang cầu nguyện, đang xin hứa tội, đang xin tha tội như vậy, thì nếu mà mình cho ông này đăng sức như vậy thì để khác nào ông này sẽ được xóa tội, để không giết. À, nếu mà các bạn phân tích đó, mình phân tích là indecision, là người rất không biết đoán. Một phát xuyên luôn, rồi đi luôn. Tại sao mình sẽ không có cái bi kịch xảy ra, đúng không? Nhưng mình cũng có thể phân tích là anh này là người kỹ lưỡng. Hồi nãy tôi dùng kỳ gì nhỉ? Kỹ tính là có cái quen, có cái góc nhìn riêng, có sự nhận định riêng, không có bị người khác ảnh hưởng, có cái sự lựa chọn của riêng bản thân mình. Đó. Nhưng mà nếu mà mình phân tích rộng hơn nha, nhân vật Hamlet là một nhân vật thể hiện lên sự bất lực của người, của những con người ở thời điểm này, là thấy được những cái điều xấu xa trong xã hội nhưng không thể làm được gì cả, bất lực trước một xã hội như vậy, không thể nào mà thay đổi được nó và phải vật lộn trong xã hội thời điểm này. Hình dung không? Ok, good job. Rồi, quay lại câu chuyện này. Có những phương pháp văn chương nào được sử dụng không vậy thôi? Trả lời xong, đúng hết, đi về. Game này dễ. Ok, trả lời xong hết chứ, để sao mày chậm vỡ rồi. Pass, qua tập. Cái gì, cô có nghe cái gì duration đó? Alliteration, qua xa. Alliteration là điều phụ âm mà nếu mà wow có lại thao thì nó là vần lên, nó lại là assonance. Fancy free. Ok, fancy free. Good job, alliteration. Give genius. Rồi nó còn lặp chữ nha, nó lặp cái từ đầu nè. Nó có thể là anaphora hoặc là repetition cũng được. Nó là lặp cố rất khá là nhiều. Và đặc biệt nó lặp cái cụm này nè, để nhấn mạnh cái việc ở đây là hai vế đều lặp lại của lúc này, để nhấn mạnh việc là người đi trước đã khuyên ra nhiều như thế nào, nhưng mà cuối cùng vẫn bị phải chịu đau khổ. Phải chịu đau khổ ở đây. Và sau đó thì mới công nhận được, mới hiểu được những lời của người đi trước. Nên là nhấn mạnh nè. Còn nhìn không? Never give an in vain. Mọi người có nhận thấy gì ở đây không? Never give an in vain. What's our devices? Nó sẽ là việc phụ âm, nó gọi là phụ âm là gì? Ok, các việc phụ âm gọi là gì? Consonance. Rồi, ngoài ra là dùng những hình ảnh gì nữa đây? Plenty.
Thiếu chỗ này nha mọi người, thiếu chỗ này nha. Thiếu gọi là gì? Closeness, ok. Đây là nó không hẳn là phụ âm, đây là đọc từ nha mọi người. Cái này là đọc từ nha. Cho nên đó, mọi người đừng có chụp lại. Này trên này không có đúng đâu. Đây không có đúng. Nên là cứ chụp lại. That's coolers. Yeah, bài hồi nãy cũng có các mấy chỗ nha. Bài đó video cũng có các mấy chỗ. That's coolers. Ok, mọi người còn có hỏi gì nữa không? Nếu không thì về tiếp thử cho tôi hai bài này. Hai bài đó không được. Vậy các bạn nên làm thử để chuẩn bị thi cuối kỳ nha.